À, Thuận chào con các bà đi. Chào con các bà. Ôi dồi ôi, em Thuận bị ốm lâu chưa? Đây, nãy là vừa bắt cảm cho này cô bác. Bên này nữa này. Ôi dồi ôi, bị cảm. Bây giờ người rất gầy luôn này cô bác. Quay đằng sau xem nào, quay đằng sau xem nào. Ôi dồi ôi, gầy trơ xương ra rồi. Mấy hôm nay anh trai xuống nhà mới là em Thuận ở nhà khác tự làm hết những công việc ở nhà. Ôi, vất vả quá cô bác, với cả mấy hôm nay trời nắng rất to ấy, cho nên là em ấy bị khả năng là bị cảm nắng cô bác. Con chào công các bà, chào cô các chú ạ. Xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị nhé. Cháu Trinh xin mến chào quý bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Cô bác mến, hiện tại thì cháu Trinh đang ở nhà cũ của em Hưng. Và hiện tại thì ba anh em chúng cháu là đang đi đuổi gà để bắt một con gà xuống dưới kia để sẽ tiến hành làm cúng thổ địa các bác nhá. Bắt con nào đây Hưng ơi? Đây đây đây, nhanh. Kìa kìa, đừng để cho nó xuống nha. Đừng để nó chạy xuống nha. Hưng đừng. Đây, nhanh đi. Kìa, rồi lên rồi. Rồi. Nhanh lên anh ơi. Đừng để nó chạy xuống nha. Nó chạy xuống là tí đi vào rừng ấy. Ở đây có con chó. Hưng phải đi vào. Đuổi nó ra đằng này đi Hưng ơi, đằng này rộng hơn. Đấy, ở trên vùng cao ấy cô bác thì ban ngày bắt gà là phải đuổi. Thuận ơi, bắt gà đi Thuận ơi. Em Thuận là mấy ngày hôm nay ốm yếu lắm rồi cô bác. Mấy hôm nay em ấy rất là gầy luôn. Tại vì là mấy hôm nay là em Hưng cứ xuống nhà mới để làm những công việc ở nhà mới. Một mình Thuận ở nhà phải chăm sóc những con vật nuôi ở nhà, cho nên là em ấy bệnh rồi. Nó ra đằng kia rồi Hưng ơi. Đây đây, để buổi tối nó vào chuồng đi. Buổi tối nó vào chuồng thì bắt dễ hơn, chứ ban ngày là nó chạy nhanh lắm. Chạy ra đây rồi. Đuổi nó ra đây Hưng ơi. Nó đâu rồi? Đây. Đây. Nhanh lên. Nó xuống rồi. Nhanh lên. Đây. Nhanh lên. Nó mệt rồi. Bắt đi. Nhìn theo nó nha. Đâu rồi? Đừng để nó xuống rừng nhá. Xuống rừng là khó bắt lắm. Bắt được chưa? Nó mệt rồi á. Cả nhé, ba người lại không bắt được một con gà. À đây, Hưng bắt được rồi đây. Được chưa? À. Rồi. Đã bắt được các bác nhé. Ở đây thì có nhiều bụi. Nó mệt là nó sẽ chạy vào trong bụi để trốn, là mình có thể tóm được. Con này cũng yếu nhỉ, chạy không nhanh mấy. Được rồi anh ơi, hôm nào cũng như hôm nào, rất là nóng luôn quá trời. Rồi bây giờ chúng cháu sẽ mang gà xuống và sẽ để bạn Giang, bạn đồng hành của cháu Trinh là ở nhà để cùng với cả em Thuận làm những công việc ở nhà các bác nhé. Chúng cháu sẽ lại tiếp tục xuống nền nhà mới thôi. Nhanh lên. Chúng cháu quyết định là bắt thêm một con nữa các bác. Con đấy hơi nhỏ, tại vì là ở xíu nữa khi mà làm cúng ấy thì sẽ không được ăn đấy các bác. Chỉ có thầy mới được ăn thôi. Cho nên là bắt thêm một con nữa xem là xíu nữa xuống đội thợ có ra không thì sẽ gọi cả đội thợ ra và làm bữa tổng kết, bữa liên hoan để khánh thành cái lán mới của bạn. Nên là chúng cháu sẽ đuổi hai con. Đây, cẩn thận nhá, được không? Đâu rồi. Đây. Ui, con này chạy nhanh lắm. Kìa, đây, được rồi.
nó chảy xuống nước rồi, bay nhanh lắm. Đâu rồi? Đâu rồi? Khả năng nó trốn ở đấy á. Ra đấy á. Ừ. Nước vẫn còn thấy đồng đồng kìa. Đấy, anh em chúng cháu cũng định đi mua nhưng mà không có các bác. Ở xã là người ta cũng không bán, cho nên là đuổi đâu. Gà của em Hưng thì cũng có nuôi vài con, bây giờ con cũng nếu mà để lấy đi bán là vẫn chưa đạt đâu bác, vẫn còn con khá là nhỏ, khả năng nó trốn ở khu này đâu. Nó nhảy ra đây phát là nó tìm chỗ trốn luôn. Có không anh Việt? Không có đâu. Nhanh nhỉ? Lúc anh ra là chưa thấy đâu. Chắc là trốn ở trên trong này á hứ? Trong đằng sau này. Bụi đấy. Nhanh nhỉ? Gà nó trốn nhanh thôi. Nó chạy không kịp anh em mình đâu. Nhưng mà nó trốn thì ừ. Nó có thể ngụy trang ấy. Con này màu đen, khó nhìn đấy. Tí đi qua trước mặt nó không nhìn thấy. Tí còn dấm vào ấy. Ừ. Mấy lần bắt bị dấm vào nó. Ừ. Thế à anh Việt? Đâu phải cua ở đây chứ. Bây giờ nó không đâu luôn mà. Thế không? Chắc là trốn ở khu đấy thôi á. Úi. À cái tảng đá đấy anh tưởng là con gà chứ. Không, nó không ở đấy đâu. Nó chạy ra đây mà. Nhảy ra khác không thấy. Hay là lại nhảy xuống đây rồi. Ở đây không thấy được. Em là thấy thì nó lên trên đây rồi. Khó tìm phết đấy nhỉ. Giống đẹp nữa. Khả năng nó trốn ở khu này thôi. Con này nó bay xa hơn con kia. Đây. Anh thử cái đây ngó xem nào. Lúc nó bay là nó bay động lít này luôn. Ừ, nó bay ra chỗ cái ao đấy mà. Nhưng mà sao nó xuống rồi? Đây đây đâu. Ông bay từ bên dưới cái ngôi nhà cũ của em Hưng ấy bay xuống đây các bác. Con gà này nó phải trốn đến bao giờ mà mình đi hết nó mới ra ấy nhỉ? Ở đây, ở trên vùng cao này là muốn ăn thịt gà là phải tập thể dục trước khi ăn nữa bác. Hai lần. Đuổi. Cái kia đâu vậy? Cái kia ở trên nhà đúng không? Con này tha cho nó đi không thấy. Khả năng nó chạy hết rồi. Không, vẫn có một con đấy. Ừ. Con vẫn chạy rồi. Đấy nhé. Ừ. À, Thuận chào con các bà đi. Chào con các bà. Ờ, ôi dồi ôi, em Thuận bị ốm lâu chưa? Đây, nãy là vừa bắt cảm cho này cô bác. Bên này nữa này. Ui dồi ôi, bị cảm, bây giờ người rất gầy luôn này các bác. Quay đằng sau xem nào, quay đằng sau xem nào. Ui dồi ôi, gầy trơ xương ra rồi. Mấy hôm nay anh trai xuống nhà mới là em Thuận ở nhà khác tự làm hết những công việc ở nhà. Ui, vất vả quá cô bác, với cả mấy hôm nay trời nắng rất to ấy. Cho nên là em ấy bị, khả năng là bị cảm nắng cô bác.
Bây giờ người là sốt rất là cao. Nãy cháu Trình lên là sốt rất là cao, bây giờ đỡ hơn một chút rồi. Tay bé tí hết rồi này. Đấy. Thế Thuận đang đi đâu đấy? À, cỏ để cho cháu à? Đây. Mấy hôm nay thì thực sự là cháu Trình cũng chỉ ra đến cái chỗ nền nhà mới của em Hưng thôi ấy. Cùng với cả em Hưng làm những công việc ở nền nhà mới. Còn em Thuận thì hàng ngày ở nhà, các tự làm những công việc ở nhà, cho nên là em ấy bị ốm, làm công việc vất vả quá quá. Cháu Trình cũng rất là thương nhưng mà không biết làm thế nào. Cũng muốn là dẫn em ấy xuống dưới huyện để bồi bổ vài hôm, nhưng mà bây giờ em ấy mà đi thì một mình Hưng. Mấy hôm nay là hai anh em ai cũng mệt cả các bác. May mắn là Hưng thì sức đề kháng còn tốt, với cả là người còn khỏe. Chứ để mà em ấy còn ốm nữa là không có ai làm luôn các bác. Em Hưng mấy hôm nay là vừa lo chuyện nhà mới này, bao nhiêu chuyện phải làm, bao nhiêu việc. Còn em Thuận thì ở nhà công tác, tự làm những công việc ở nhà, cho nên là em ấy bây giờ giảm cân này. Đấy, gầy gò hết rồi, ui, vất vả quá. Hôm nay thì cháu Trình có đi cùng với cả bạn Giang để cho bạn ấy xe lên để phụ giúp em Thuận các bác ạ. Hiện tại là mấy anh em đi đuổi gà hết rồi, vẫn chưa đuổi được các bác. Gầy quá, mai anh bổ sung sữa, mua sữa lên cho Thuận uống nhé. Mua sữa với cả mua mua thịt lên. Ốm rồi. Vừa nãy thì cháu Trình có gọi cho mấy anh lên sau các bác để cho mấy anh mua thuốc lên cho Thuận, chứ Thuận ốm như thế này. Sáng nay thì cháu Trình không biết là không mua thuốc cho em ấy. Ừ đấy, mấy hôm nay ốm là em ấy xe không được khỏe như mọi ngày các bác, người là uể oải hết, yếu hơn đúng không Thuận? Ừ, người uể oải hơn, uể oải hết rồi nhờ, không có sức ấy nhờ. Ừ, ốm nhưng mà em ấy bắt buộc là em ấy vẫn phải làm ấy. Thôi bây giờ lại cứ ở nhà đấy nhá, ở nhà đợi anh, không bắt được anh. À, Hưng đâu ấy? Thưa các bác anh chị, là vừa rồi là các anh đã đi cùng Hưng đi xuống dưới nhà mới để mà đi chở cái tách nước về, với lại xem là ở dưới kia cần làm công việc gì thì cùng em Hưng đi xuống dưới kia rồi các bác. Còn là cháu Giang thì sẽ ở lại cùng em Thuận xem là ở nhà Thuận cần làm công việc gì thì cháu Giang sẽ làm giúp các bác ạ. Bởi vì là hôm nay em Thuận đang bị ốm ấy. Gà đây đấy. Hả? Gà đây đấy. Gà đâu mà gà? Gà đấy. Đá lại xem nào. Các anh chưa mang xuống à? Chưa. Cái này là buộc chân chưa? Thuận mở ra xem nào. Không mở ra. Hả? Không mở ra. Nó buộc chân chưa? Thì nó bay thì sao nhỉ? Chắc là buộc chân rồi, cứ để thế đi. Bây giờ là Thuận vẫn còn một đống bắt với lại đi xem dê, lấy cỏ các thứ cho con trâu ăn cỏ, thì cháu Giang sẽ làm phụ em Thuận các bác, bởi vì là Thuận đang bị ốm, người rất là gầy luôn. Khả năng thì ngày mai nếu mà anh Trình lên thì cháu Giang sẽ mua ít sữa để bồi bổ cho em Thuận các bác ạ. Thuận là bị ốm lâu chưa Thuận? Sáng nay mới bị thôi à? Thế là mấy hôm nay không chịu ăn cơm hay như thế nào mà gầy thế? Ăn cơm mà. Ăn cơm vẫn ăn một bữa bao nhiêu bát? Một bữa hai bát à? Khả năng là cháu Giang nghĩ là thời tiết như thế này rất là nắng, với lại là em Thuận làm việc quá sức ấy các bác. Bởi vì là Hưng thì mấy ngày hôm nay là toàn ở dưới kia thôi, còn là Thuận thì ở trên nhà làm rất là nhiều công việc. Nắng nóng như thế này nhiều lúc là Thuận đang đi làm ở đâu về mồ hôi một kê, xong là chạy đi rửa nước lã luôn, sợ là bị cảm. Hoặc là gầy như thế này thì đang ở tuổi phát triển chiều cao ấy, thì khả năng là chiều cao tăng lên thì nhìn người gầy hơn một tí. Hình như là Thuận có thấy mình cao hơn tí nào không? Hay là đến tuổi phát triển chiều cao nhỉ? Bây giờ là gầy giống như chị Oanh rồi đấy. Ngày trước là chị Anh lên thăm mình, chị Oanh còn gầy hơn mình. Bây giờ là Thuận lại gầy giống như chị Oanh rồi.
Bây giờ là làm công việc gì để chị làm cho nhé. Bây giờ làm gì thì bảo chị, xong là chị sẽ làm hộ. Lấy cỏ cho cháu á. Cỏ là sáng nay cắt chưa? Thái chưa? Cái gùi đâu? Phải để cỏ vào cái gùi chứ. Để vào cái bao thôi à? Trâu thì không mang đi thả hoặc là đi chăn được các bác. Bởi vì là ở xung quanh đây là hầu như là bà con đều trồng ngô với lại lúa hết rồi, thì không có chỗ để mà thả ấy. Cho nên là phải đi lấy cỏ về cho con trâu. Còn con dê thì có thể là mang đi buộc xung quanh nhà chỗ nào mà có cỏ. Ơ con chó của mình, chó con trước có con màu đen đi đâu hết rồi Thuận? Hay là bán rồi? Không bán rồi, nó chết rồi. Chết á? Vâng. Chết mấy con? Chết bây giờ 4 con. Chết 4 con? Vâng. Con chó ấy? Vâng. To hết xong là nó mới chết à? Vâng. Thế là phí công mình nuôi nó lớn lên xong là nó mới chết đi nhỉ? Vâng. Bây giờ còn một mỗi con trắng à? Vâng, con trắng là con mẹ. À, bây giờ là còn mỗi con trắng này thôi các bác. Trước là đẻ ra 4 con xong là chết đi, Thuận bảo là 5 con. À, đẻ 5 con xong là chết 4 con, bây giờ còn một con trắng rồi. Tiếc thế nhỉ. Tí có phải đi lấy rau lợn không Thuận? Chiều ấy. Rau lợn. Rau lợn đi. Trên nồi hết rồi mà. Nồi hết quá. Ừ, lên này trên nồi hết rồi. Ông nồi không phải là nấu ở đây thôi em. Nấu ở nhà. À, nấu ở trên nhà. Không phải nấu ở trên này. Dưới này. Xung quanh cho cả một xô thôi. À. Ui, hình như là sẹo của Thuận là đỡ hơn một tí rồi các bác. Ngày trước là nó còn bị nhiều hơn. Khả năng là trẻ con thì vết thương là mau lành với lại sẹo ấy, cho nên là nhìn đỡ hơn. Khả năng là đến lớn là sẽ mờ hết thôi. Bôi thuốc hết rồi. Bôi thuốc hết rồi à? Hôm nào chị lên chị lại mua. Có con cháy nữa không bây giờ ấy? Không. Hết con cháy rồi à? Ừ. Đã dòng hội cho em bây giờ hết rồi. Ừ. Đây. Bây giờ Thuận để vào bao đi xong là chị xách đi cho. Cỏ voi này là cũng nặng phết đấy các bác. Nhìn như này nhưng mà mấy bó ấy Thuận. Em á? Ờ, vác được mấy bó. Cỏ voi như thế này á? Ừ. Em vác được 6 bó. 6 bó nhỏ à? 6 bó to to lắm. À thì cũng khỏe phết đấy. Rồi em đi lấy cỏ rồi em tự vác về em lấy cỏ. Rồi em vác thì tự đi lấy tự vác về luôn. Anh trai không ở nhà ấy. Ừ, mấy hôm nay anh trai toàn ở dưới kia kéo điện kéo nước. Thế lại là làm lán cho nên là không có thời gian ở nhà cùng em Thuận các bác. Mọi công việc ở trên nhà là toàn một mình Thuận là tự lo hết. Lo liệu hết. Em có cùng một bác đi lấy cỏ cho bác rồi. Bác vác về cho bác. Rồi cắt cho bác rồi. Hết lại về đây lấy cho em. À đi lấy cỏ về cùng bác. À đi lấy cỏ cùng bác xong là đi hộ bác cắt cỏ, thái cỏ đúng không? Xong rồi. Là bác lại quay về nhà mình hộ mình thái lại. Rồi. À. Bác lại tự đi lấy về mình thái. À. Em nhà nó cơm đợi. Ừ, được chưa? Đưa chị cơm cho. Đi, bây giờ là cho con trâu ăn xong là đi xem con dê đúng không? Vâng. Con dê là bùa ở tận đâu? Tận này, tới nhà một con kia hai con. À. Úi dồi ôi, gầm nhà Thuận thốc quá các bác ạ. Từ nãy giờ là cháu Giang nó bị vấp phải cái trên này, cái cây ở trên ngang trên này hai lần rồi. Đây, để chị bỏ cỏ voi vào cho con trâu. Ui. Nhiều nhà người dân là người ta có 2-3 con trâu ấy, cho nên là đầu tư cái máy thái cỏ các bác ạ. Nhưng mà nhà Hưng thì chỉ có một con trâu thôi, cho nên là không cần thiết phải đầu tư. Lấy cây thái cũng được. Không phải con trâu nhà em đâu. Ờ, không phải con trâu, mình nuôi thuê đúng không? Đổ hộ chị với. Tay kìa. Đổ khó quá nhỉ. Hưng không biết thiết kế chỗ nào đổ dễ dễ một tí. Ờ, nhưng mà lấy một tay chị xách, chị không biết chị đổ. Ôi dồi ôi.
Thì con trâu nó lấy cái sừng của nó hút cho mình ấy nhỉ. Rồi. Rồi. Đấy, bây giờ mình đi xem con dê nhá. Bây giờ là thấy đỡ hơn tí nào chưa? Nãy là bị sốt đây. Đâu chị quay về đây chị kiểm tra. Ừ, đỡ hơn một tí rồi. Mày nãy có anh trong đội đi sau cho nên là cháu Giang có nhờ anh ấy mua thuốc cho em Thuận rồi. Còn là sữa thì anh ấy không đi qua huyện thì không mua được. Mai cháu Giang lên cháu Giang sẽ trích ra một ít tiền mua một cái lọ sữa để bồi bổ cho em Thuận. Chứ mấy hôm nay nhìn em Thuận gầy như thế này cháu Giang cũng rất là thương các bác ạ. Cũng chẳng biết làm sao. Thuận cũng khá lâu rồi không gặp chị Oanh ấy nhỉ. Đâu? Cái đợt nào? Đợt đi cùng anh Trình đấy. Bây giờ các bác có thể nhìn dáng người của em Thuận này nhìn gầy hơn rất là nhiều. Đấy Thuận mặc cái áo ba lỗ kia chị còn thấy gầy hơn ấy. Ơ cái mũ của mình đâu rồi không? Hả? Ui dê nó đi chỗ nó ăn cỏ nắng hết rồi. Bây giờ mình phải cho nó về chỗ nào mà nó mát một tí chứ. Hay là để đây Thuận? Để đây thì không có cỏ đâu. À thế cứ để đây thôi à? Dạ. Xem nó có bị vướng ở đâu thôi à? Không cần mang nó đi chỗ khác đâu à? Dạ. À, đi xuống dưới kia luôn chứ. Dạ. Sau là đi đâu phải đội mũ vào nha. Ừ, thế lấy cái mũ ở áo trong nắng lấy đội luôn đi. Ui, nó sợ mình ấy nhỉ. Mai là Thuận lại đi học rồi. Nhỉ. Thuận đi học là anh trai lại bận nhiều hơn rồi. Một mình lo, còn Thuận thì đi học. Mai có học chiều không Thuận? Có mỗi thứ 6 là học một buổi thôi à? Dạ. Vừa rồi em Thuận là bảo là bị hơi bị đau bụng ấy các bác, cho nên là cháu Giang cho ngồi lại chỗ bóng mát nghỉ ngơi một tí để lát nữa cho đỡ đỡ một tí thì đi về nhà các bác. Bây giờ lại đang mệt như thế này lên nhà thì lại khổ thân em. Trời thì ở ngoài trời rất là nắng như thế này này các bác. Như hôm nay nếu mà cháu Giang không lên cùng thì lát nữa thì em ý là vẫn phải một mình là chăm lo cho con vợt ở trong nhà, xong là đi xem dê này, tự rửa bát này, giặt quần áo, đi lấy cỏ các kiểu, xong là đi lấy rau lợn, tối thì chuẩn bị cơm, canh, thức ăn. Cho nên là hôm nay may mà cháu Giang lên cùng các anh thì cháu Giang sẽ ở lại đây để mà phụ giúp công việc, những cái công việc kia cho Thuận các bác ạ. Thực sự nhìn Thuận như thế này cháu Giang cũng rất là thương. Cháu Giang thì cũng coi Thuận như là em gái của mình thôi. Kể cả ai nhìn Thuận là cũng thấy rất là yêu mến và thương thôi. Thuận thì nhiều lúc là vẫn còn có lời nói là trống không này, trả lời trống không này, nhưng mà cũng không phải thật tâm là em ấy có thái độ như vậy đâu. Là do thói quen ở trên này là các bạn và mọi người là ai cũng đều nói như vậy cho nên là em ấy bị quen. Bây giờ thì cháu lên thì cũng sửa dần dần cho em Thuận rồi. Cho nên là các bác không cần quá lo lắng các bác nhé. Bây giờ Thuận đã quen là không nói trống không chưa? Trả lời quen chưa? Em chưa. Em chưa? Dạ. Vẫn chưa? Dạ. Kiểu là mình đi học cùng các bạn ấy, xong các bạn cứ nói trống không nhiều, xong mình cũng học được ấy đúng không? Dạ. Mấy cái dây chuyền kia đi đâu hết rồi Thuận? Để trong nhà. Để trong nhà. Bị đứt chưa? Chưa. Ừ, mấy hôm nay là đen hơn rất là nhiều rồi này các bác. Vào mùa hè như thế này là nhìn Thuận là đen hơn rất là nhiều này. Sáng mai không biết là Thuận có đi học không? Tình trạng như thế này ấy. Đâu chị kìa. Bây giờ là muốn ngủ hay là như thế nào hả Thuận? Hả? Có buồn ngủ không hay là muốn nằm?
không muốn ngủ. Không muốn ngủ à? Vâng. Cứ thấy trong người nó kiểu mệt mệt đúng không? Không có sức đúng không? Vâng. Buổi tối là anh trai có về muộn không hả Thuận? Buổi tối. Ừ. Anh trai ngủ xong làm thế này rồi. Anh trai bảo là tối nay ngủ ở dưới lán á? Vâng. Ồ. Nếu mà tối nay Hưng bảo là tối nay khả năng là phải ngủ ở dưới lán kia để mà trông đồ rồi các bác. Bởi vì là ở dưới kia cũng khá có nhiều đồ ấy. Ở dưới kia thì cũng có nhiều trộm cắp nữa. Đợt trước thì cũng bị mất vài vụ rồi. Cho nên là Hưng bảo là tối nay sẽ ngủ ở dưới lán. Thì khả năng là một mình Thuận thì không ngủ ở trên này được. Nếu mà Thuận đi xuống dưới kia với Hưng thì ở trên nhà thì vẫn còn rất là nhiều con vật. Thì làm sao mà Thuận trông được thì... hôm nay thì cháu Giang sẽ ngủ lại cùng anh Thuận thôi. Tối nay chị ngủ cùng em nhé. Vâng. Nếu mà mai không đi học được thì bảo anh Hưng xin nghỉ một buổi. Để ở nhà nghỉ ngơi tinh dưỡng cho khỏe hẳn rồi đi học. Còn là việc nhà thì tối nay cháu Giang ngủ thì ngày mai thì cháu Giang sẽ ở lại đây. Hộ em Thuận làm nốt việc ngày mai nữa. Thời gian gần đây thì cũng rất là vất vả cho hai anh em bởi vì là đang trong công cuộc là chuẩn bị xây nhà ấy, cho nên là rất là mệt và nhiều công việc dồn vào vai của hai em nhỏ. Nhưng mà cũng chả biết làm sao cả. Cháu thì cũng không thể mà ngày nào cũng ở đây giúp đỡ hai anh em được. Cũng còn nhiều hoàn cảnh khác phải đi. Chỉ biết là cố gắng động viên hai em, cố gắng làm việc chăm chỉ để có thành quả tốt nhất thôi các bác ạ. Mấy tháng nữa có được nhà mới rồi thì... Chào mừng các bác đến với gian hàng nhỏ của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay thì giáo trình lại tiếp tục đưa đến cho tất cả quý ông bác, quý anh chị những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Trước tiên thì giáo trình sẽ xin phép là giới thiệu mật ong hoa bạc hà các bác nhé. Mật ong hoa bạc hà thì quý ông bác anh chị có thể phân biệt qua màu các bác nhé. Còn đây là mật ong khoái này, mật ong khoái rừng với cả mật ong hoa bạc hà. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Cải Vàng chỉ có hai loại mật ong mà cháu Trình bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì cháu Trình chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng. Thì cháu Trình sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác, quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trình rằng là dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn. Đây, thì cháu Trình có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Cháu Trình sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trình đổ xuống là rất là đặc này. Rồi khi mà cháu Trình đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước đấy. Rồi cháu Trình khuấy đều như thế này nó cũng sẽ không tan nếu như mà mình không tác động mạnh. Và tiếp theo cháu Trình muốn giới thiệu đến cho quý bác anh chị, đây là sản phẩm trà rào của Lam các bác nhé. Trà rào của Lam thì đối với quý ông bác anh chị khả năng là không còn xa lạ nữa. Được coi như là những bài thuốc được ví như là cỏ trường sinh và được ưa chuộng ở những nước mà phát triển về những cái cây thuốc nam như là Trung Quốc, Nhật Bản. Đây, thì quý ông bác anh chị có thể mua về và có thể gọi điện trực tiếp cho giáo trình để giáo trình sẽ tư vấn cụ thể từng một sản phẩm một và có tác dụng gì. Và hầu như là những sản phẩm mà giáo trình đang bán ở trên kênh thì sẽ có những bài thuốc riêng các bác nhé. Đây, còn trước mắt của các bác anh chị đây là chè san tuyết cổ thụ của bác nhé. Đấy, thì mỗi vùng thì có một loại chè khác nhau. Ở trên chúng cháu thì trên cao thì sẽ có những cái loại chè mà hương vị nó khác nhau. Các bác anh chị có thể mua về và thưởng thức các bác nhé. Còn đây, trên tay của cháu Trinh đây là sản phẩm mộc nhĩ rừng của bác nhé. Mộc nhĩ rừng rồi là nấm hương rừng. Đấy, tiếp theo đây là sản phẩm bịch miến rong đặc sản trên vùng cao của bác nhé. Loại miến rong này thì khác với tất cả các loại miến là ăn nó rất là ngon và nó không, nó dai các bác, dai ngon để được lâu. Sản phẩm miến thì trên chúng cháu là có hai loại. Một là xe sản xuất bằng máy của bác nhé. Đây là sợi miến được cắt bằng máy. Còn đây là sợi miến thủ công của bác nhé. Thủ công cắt bằng tay các bác ạ. Sợi này thì rất là to.
gọi là sợi nghiến siêu to khổng lồ luôn đấy các bác. Còn tiếp theo đây là sản phẩm măng dối các bác nhé. Măng dối thì cũng được làm từ cây măng nứa khô các bác nhé. Còn măng nứa miếng như thế này thì quý bác anh chị mua về có thể là dùng cả miếng như thế này để mình nấu thịt nhừ các bác nhé. Có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau tùy theo cái nhu cầu của mình. Còn đây là sản phẩm ốc chó nếp Hà Giang. Đấy, đặc sản trên vùng cao. Loại sản phẩm này thì rất là thích hợp cho trẻ nhỏ, bà bầu và người già, nam giới các bác nhé. Hầu như là nhóm tuổi nào cũng có những cái bài thuốc và những cái công dụng để phù hợp cho mình hết. Còn đây, đây hạt của quả ốc chó đây các bác. Hạt này thì quý bác anh chị mua về có thể là sử dụng luôn các bác nhé. Đây, đấy, mình có thể ăn luôn là được. Hoặc là quý bác anh chị có thể rang lên, hoặc là lấy xay làm sữa, lấy nấu cháo. Quý bác anh chị mua nhiều sản phẩm thì cháu Trinh sẽ tặng quý bác anh chị một hũ chẩm chéo của bác nhé, hoặc là nửa cân miến rong của bác nhé. Rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những gian hàng đặc sản trên vùng cao để cháu Trinh có thể tiêu thụ phụ giúp bà con của bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác. Phải vất vả và ở ngôi nhà cũ này nữa. Nếu mà trời mưa thì cũng không phải lo nữa các bác ạ. Trời mưa mà có mưa đá hoặc là như thế nào thì cũng không lo nữa. Thuận là bây giờ đi về chưa hay là ngồi nghỉ một lát nữa chị dìu về, chị cõng về? Không muốn về nhà. Không muốn về nhà? Vâng. Trên nhà nóng quá à? Vâng. Muốn Thuận là muốn ngồi đây, ở đây là có gió các bác. Ở chỗ mát mát này là có gió một tí cho nên là hơi mát. Về trên nhà thì rất là nóng cho nên Thuận cũng lười về. Có một tổ chim đấy kìa. Tổ chim á? Dạ. Kia là tổ kiến mà. Có phải tổ kia không? Không phải, em cũng thấy là các cây ở kia. Có con chim không? Con chim nhỏ ấy? Hay là có quả trứng không? Không có, nó còn đang làm. À, đang làm đó à? Dạ. Nếu mà em phát hiện là khả năng nó không nó sợ nó không làm nữa ấy. Đừng có động vào nhé. Dạ, không động đâu. Ừ, cứ kệ nó. Nó không phải em đi xem đâu. À, không thấy à? Ừ. Nhưng mà nó sợ trên kia nó thấy. À, Thuận thay răng rồi à? Vâng. Ai nhổ cho đấy? Anh trai. Anh trai nhổ à? Lấy tay nhổ hay là lấy cái kim chỗ? Lấy dây nhổ. Dây à? Dây chỉ đúng không? Có đau không? Không. Bây giờ còn cái nào nó rung lắc nữa không? Còn cái này. À, chuẩn bị nhổ hai cái ha. Răng cửa là thành không có răng rồi nhỉ? Và cái là anh trai nhổ xong nó bay đi đâu? Nó bay rồi nó không lên rồi. Ồ, đâu? Chị, cái này. Chị xem nào, chị xem nó bắt đầu mọc chưa? Chưa mọc đâu, phải tuần hơn tuần nữa nó mới bắt đầu mọc lên hay sao ấy. Hai anh em Hưng Thuận thì cũng rất là may mắn khi mà được các bác, ông bà yêu quý và gửi rất là nhiều đồ cho. Từ những cái quần bộ quần áo đến đôi dép. Và cái kẹp tóc và cái khuyên tai cũng là đều là do các bác ông bà tài trợ các bác ạ. Nếu mà không có các bác ông bà hỗ trợ em Thuận, thương yêu em Thuận thì không biết là tình hình bây giờ cuộc sống của em như thế nào nữa. Khi mà ngày trước thì cũng là vào tầm tháng 6 ấy các bác, tầm tháng 6, tháng 7 năm ngoái thì cháu Giang và anh Trình là có đi qua bản. Đi qua bản của Thuận và được bạn của anh Trình giới thiệu đến hay đến hoàn cảnh của hai anh em thì vừa mới bắt gặp hai anh em thì cũng rất là thương các bác. Vì lúc đấy là Thuận chỉ có một chiếc áo phông rất là cũ rồi và một cái chân váy mông mặc rất là lâu rồi, cũ rồi nhưng mà Thuận vẫn mặc đi mặc lại và bộ đấy là mặc vừa mặc đi học vừa mặc đi làm việc ở trong nhà luôn các bác ạ. Nhưng mà anh chị chưa lên chia sẻ là Thuận có mấy bộ quần áo à Thuận? Hai bộ. Có hai bộ thôi à? Hai bộ là thay nhau xong là giặt đúng không? Ừ. Thưa các bác là lúc nãy là cho Thuận uống thuốc thì bây giờ cũng đỡ hơn rồi này. Thật là đỡ nhiều chưa? Ừ, em đỡ rồi. Ừ, đỡ rồi xong là
đỡ nhiều rồi thì bây giờ là cháu Giang sẽ, khả năng là tối nay cháu Giang sẽ không ngủ lại cùng em Thuận nữa các bác, bởi vì Hưng bảo là tối sẽ mang đồ ra gửi nhà, gửi nhờ nhà tạp hóa thì sẽ về nhà ngủ cùng Thuận, thì cháu Giang sẽ không ngủ cùng Thuận nữa, cháu Giang sẽ đi về. Bây giờ thì hai chị em cùng cháu sẽ đi lấy con dê về chuồng, xong là mang một số đồ xuống dưới kia các bác, bởi vì là hôm nay là làm cúng gì ở dưới kia ấy. Thì vừa nãy là các anh đã mang con gà xuống dưới kia rồi, còn bây giờ còn cơm với lại một số đồ thì cháu Giang và em Thuận sẽ mang xuống sau. Vừa nãy là nếu mà Thuận không đỡ thì không xuống đâu, nhưng mà Thuận bây giờ là Thuận đỡ hơn nhiều rồi thì khả năng sẽ xuống các bác. Đi lấy con dê đi. Sau này. Sau ở đâu? Ở nhỉ, sau gì mà to đấy, đi. Kệ đi, đừng có cầm vào tí bị sau gió mày. Cũng rất là may Thuận đã khỏe lại rồi các bác, chứ không là mai không đi học được. Mai cháu Giang lên, cháu Giang sẽ mua sữa cho em Thuận để bồi bổ. Chứ mà hôm nay nhìn Thuận xanh xao quá. Thả, chỉ cần thả xong là nó tự chạy về thôi đúng không? Kéo á? À, thế Thuận kéo con này để chị kéo con đực kia nó mới khỏe nhá. Chị mới kéo được con đực. Con đực đó. Ôi ôi, con này còn khỏe hơn con đực á? Đi thả đi, đi thả đi, xong là mình mang cơm xuống dưới kia. Khả năng cháu Giang nghĩ là tối nay sẽ mưa các bác ạ. Chứ bình thường 5 giờ chiều thì không bao giờ tối như thế này đâu. Nhưng mà bây giờ mới có 5 giờ chiều thôi, nhưng mà nhìn trời rất là tối rồi. Thuận bảo là con này khỏe hơn thì cháu Giang sẽ lấy con này cho Thuận đi lấy cái con đực kia. Con đực kia là khả năng là không khỏe bằng con này các bác. Dê nhà Thuận là cũng khá là khó thuần đấy các bác. Chứ dê bình thường người ta nuôi dê là đến buổi chiều tối là con dê khác tự về chuồng, không cần chủ phải đi lấy như thế này đâu. Bé mẹ. Bé. Hả? Có kéo được không để chị ra hồ nào? Kéo được không? Cố lên. Lấy cho Giang định đi lấy cái con đực, nhưng mà Thuận bảo là con mẹ này còn là kéo mạnh hơn con đực, cho nên là để con đực cho cháu Giang. À, để con đực cho Thuận đi lấy các bác ạ. Con kia thì lát nữa sẽ lấy sau. Bé. Cỏ thì vừa nãy cháu Giang và Thuận đã đi lấy về xong hết rồi. Hôm nay Thuận bị ốm thì cháu Giang cũng không quay được phim ấy, thì Thuận chỉ đi theo cháu Giang thôi, còn là lấy cỏ với vác cỏ về là cháu Giang tự vác với tự lấy các bác nhé, chứ không để cho em Thuận lấy đâu, bởi vì là em ấy đang bị ốm mà không nỡ để cho em ấy làm. Bây giờ là con dê kêu om sòm luôn. Thưa các bác anh chị, là vừa rồi là chúng cháu cũng làm xong hết việc nhà rồi. Bây giờ sẽ cùng em Thuận là di chuyển đi xuống dưới nhà mới thôi các bác. Nào ông Thuận. Dạ. Đưa chị cầm. Đi. Đi trước đi. Úi. Lại ho à? Có mệt ở đâu? Mệt ở đâu phải bảo chị nhá. Lát nữa là sẽ cho Hưng với Thuận về nhà luôn các bác. Còn là nếu mà bây giờ cháu Giang xuống, không cho Thuận xuống cùng thì lại Thuận lại ở nhà một mình rồi. Đau cổ ấy. Đau cổ á? Vâng. Đau nhiều không? Cố lên, đi ăn cơm xong là lại đi về ngủ, nghỉ ngơi. Xem mai có đỡ không thì tính tiếp nhé. Bây giờ cháu Giang sẽ di chuyển đi xuống dưới kia. Đến nơi thì cháu Giang lại sẽ lại tiếp tục ghi hình các bác nhé. Các bác anh chị, là vừa rồi cháu Giang và em Thuận là có di chuyển đến chỗ nền nhà mới rồi đây các bác. Ra đến đây thì cũng thấy là mọi người đã chuẩn bị là thức ăn xong xuôi rồi. Và trời là gần như là sắp mưa đến đây rồi các bác. Ở phía đằng xa kia là đang có mưa các bác nhé. Khoảng một lúc nữa thì sẽ có mưa. Không biết là cái ngôi lán này nếu mà có gió to thì có chịu được không. Thuận là ra đến đây là đói chưa? Ra đến đây là vui hơn nhiều rồi đúng không? Có nhiều người ấy. Ở đây là thấy anh Trình là đang đun nước
lá mắt gan cho các bác uống các bác ạ. Bây giờ cháu Giang sẽ mở ra xem là anh ấy có đun nhiều không. Đây là lá mắt gan các bác nhá. Hôm nay anh có mang ra một túi để cho các bác cùng sử dụng đây. Để cho các bác dùng. Một túi này là lát nữa sẽ để ở đây để mấy hôm nữa mà có các bác ra làm việc ở đây thì sẽ đun ra. Lát nữa ở cái ấm nước kia sôi thì sẽ cho mọi người cùng uống các bác ạ. Lá mắt gan thì có rất là nhiều công dụng các bác. Đặc biệt là những người bị men gan cao ấy và suy gan, virus gan và viêm gan cấp mãn tính các bác ạ, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, người mà bị vàng, da vàng nhợt đấy các bác. Cái nước này thì người không bị bệnh gì uống cũng được. Lá là để uống nước thơm nhẹ, uống rất là thanh mát và sử dụng thay nước lọc hàng ngày. Người bệnh uống phòng cũng đều rất là tốt các bác ạ. Và cách sử dụng thì cũng như là chúng cháu đang đun ở trên. Lấy một nắm lá xong là rửa sạch. Không cần rửa sạch đâu các bác, chỉ cần tráng qua như là mình tráng nước chè, xong là mình đun sôi để lửa nhỏ tầm 5-10 phút, xong là mình chát cái lá kia ra, xong là uống các bác ạ, uống thay nước lọc hàng ngày cũng được. Cái này là cây lá mắt gan các bác nhé. Cái này là được bà con đi vào trong rừng già hái về. Cái này thì lấy có nguồn uy tín, chất lượng đàng hoàng các bác nhé. Bởi vì là những người già mà những người cao tuổi người ta có kinh nghiệm rồi. Là đi vào trong rừng già như tít ở trên kia kìa các bác. Là nghề già là đi vào trên ngọn núi cao lấy về xong là phơi khô. Thì hôm nọ cháu Giang và anh Trình có tìm hiểu được thì có mang về. Nếu mà các bác anh chị có nhu cầu thì có thể là liên hệ trực tiếp với chúng cháu qua số điện thoại mà chúng cháu ghi ở trên màn hình. Còn bây giờ chúng cháu sẽ tiếp tục công cuộc là chuẩn bị cho bữa ăn ngày bữa ăn tối thôi. Và tranh thủ là nhanh nhất có thể bởi vì là trời là cũng mưa gần đến đây rồi các bác. Khả năng là lát nữa không biết là chúng cháu sẽ đi về kiểu gì đây. Nước là không biết là đã sôi chưa. Vừa nãy ra đến đây là thấy anh Trình bảo là đang đun rồi. Lát nữa sẽ dùng để dùng lá mắt gan này để cho các bác cùng uống. Cái này thì uống rất là dễ thôi các bác nhá. Có thể là uống thay nước lọc hàng ngày. Nếu mà các bác có vấn đề gì về gan thì có thể là liên hệ trực tiếp với chúng cháu để chúng cháu tư vấn cách dùng cũng như là liều lượng dùng như thế nào.